Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo bày tỏ hết sức lo ngại trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với trái đất, đồng thời tái khẳng định nhân loại cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng trưởng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp ngay từ bây giờ và có những cam kết mạnh mẽ hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đến sự phát triển bền vững, thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư. Lời cảnh báo này của tự nhiên buộc thế giới phải hành động mạnh mẽ, có trách nhiệm và không chậm trễ. Đây là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu. Là vấn đề ảnh hưởng tới mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân. Ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân. Khoa học công nghệ phải đi trước để dẫn dắt và nguồn lực tài chính phải là đòn bẩy thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn. Mọi hành động phải dựa vào tự nhiên, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực cho sự phát triển bền vững, không để ai bỏ lại phía sau. Thủ tướng cho rằng, tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đóng vai trò rất quan trọng để thực hiện thành công thỏa thuận Paris. Các quốc gia phát triển cần thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính đã đưa ra, đồng thời khẩn trương đề ra mục tiêu tài chính tham vọng hơn nữa cho giai đoạn sau năm 2025. Tất cả các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ hơn nữa về giảm phát thải khí nhà kính trên nguyên tắc trách nhiệm chung, nhưng có khác biệt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, năng lực của từng quốc gia. Nhân đây tôi cũng kêu gọi phải có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu. Đây là đòi hỏi tất yếu để cùng nhau kiềm chế mức tăng nhiệt độ của trái đất. Về phần mình, mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ vừa qua, Việt Nam là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của chính mình cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước đang phát triển. Kể cả tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thủ tướng khẳng định là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Việt Nam đang hết sức nỗ lực vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế. Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới rằng: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thủ tướng cho rằng, để chiến thắng trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu, đoàn kết toàn cầu là cách thức duy nhất. Những cam kết và hành động mang tính lịch sử của cả thế giới hôm nay sẽ giúp để lại một hành tinh xanh, một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho các thế hệ mai sau.